Dạ vâng, chào mừng quý vị các bác cùng anh em đang truy cập đến kênh chuyên test âm thanh và giới thiệu hàng bãi của bên em Tiến Audio Hải Dương. Quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Trong buổi đêm muộn ngày hôm nay, em rất bận. Bây giờ mới làm video được thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta. Và video này thông thường thì em làm cho các bác xem vào trong những buổi sáng ngày mai. Và buổi đêm muộn các bác nào thức thì vẫn còn xem bình thường. Thưa quý vị, các bác cùng anh em chúng ta, buổi tối đêm muộn ngày hôm nay 17 tháng 11 năm 2021, video ngày hôm nay em giới thiệu 3 cặp loa vừa cập nhật về đến cửa hàng của em Tiến Audio Hải Dương. 3 cặp loa này, một cặp đến từ Đan Mạch, đó là cặp loa cây cột Ramo 707, tức là 707 các bác nhá. Và tiếp theo ở giữa là một cặp loa Infinity SM112 phiên bản thùng vân gỗ 4 xung quanh. Và tiếp theo cặp loa thứ ba, một cặp loa đến từ đất nước Anh Quốc các bác nha. Lâu lắm rồi hôm nay em mới lấy được một cặp đó. Và cặp này thì có giá, những cặp này thì nó có giá thành cực kỳ hợp lý, hợp túi tiền, hàng em bán bao giờ cũng rẻ hơn thị trường rất nhiều, và hàng luôn luôn bao zin và bao chuẩn cho các bác, các anh em chúng ta. Các bác hãy lưu ý xem video, những sản phẩm nào em gợi ý thì các bác mua của bên em cũng được và mua của bên hàng cửa hàng khác cũng được. Những đôi loa em gợi ý thì các bác hãy nhớ cái ý của em để mà các bác mua ở chỗ em hoặc cũng như mua ở chỗ khác. Em sẽ chỉ cho các bác mua làm sao hàng mua của em cũng được và hàng mua của người khác cũng được, nhưng phải chuẩn và phải đúng các bác nhé. Rồi, bây giờ thưa quý vị các bác của anh em chúng ta, xin mời quý vị các bác của anh em chúng ta hãy đến với cặp loa đầu tiên. Cặp loa đầu tiên này là một cặp loa đến từ Ramo, đến từ Đan Mạch các bác nhé. Cặp loa đến từ Đan Mạch, cặp loa Ramo 707. Cặp loa này là thuộc một dòng loa cao cấp, dòng loa 2N của hãng các bác nhé. Dòng loa cực kỳ cao cấp, dòng loa 2N của hãng. Chúng ta thấy nó có một cái dáng loa cây, miền Bắc chúng ta gọi loa cây, miền Nam các bác gọi loa cột. Đó. Thì nó có một cái bo viền vắt vát như thế này. Đấy, đầu này hơi nhỏ nhỏ và đít cũng hơi nhỏ nhỏ, giữa phình ra giống như hình quả xoài vậy nha. Lâm châm của nó là lâm châm hít các bác nha. Cái e căng của nó là lâm châm hít. Đấy, em nói động. E căng của nó là lâm châm hít. Thì chúng ta chỉ cần để nhẹ vào thôi là nó sẽ tự dính vào. Đấy, như này. Đấy, nó sẽ tự dính vào. Rồi. Và ở phía trước mặt tiền chúng ta thì chúng ta đang được nhìn thấy đôi loa này có cái giải cao là hai loa chung, có đường kính là 16 các bác nhé. Hai loa chung có đường kính 16, ở giữa là một loa tép đôm đùa. Và màng của cái loa chung này, vật liệu của nó trang bị là màng carbon gân cao su, đó là loa mít các bác nhé. Còn bây giờ em sẽ để cái máy quay ở đây và sẽ ra lật cái đít loa lên để em giới thiệu cho các bác, các anh em chúng ta về đôi loa này. Đây là một đôi loa 707 độc dị nạ mà có lẽ là em lấy về bán cho các bác là đầu tiên các bác nhá. Thì đôi loa này, dòng loa này nó có hai đời, nó giống nhau về thùng, giống nhau về tất cả thùng, rồi phân tần giống nhau, rồi loa mít cũng giống nhau, nhưng có hai đời bát. Thì một đời em nói hai cái bát, thì có một đời 707 là hai cái bát được rốt ở trong lòng thùng và hai cái bát đó úp sát vào nhau. Thì nó lấy âm trầm ra là bên hông của bát, tức là đằng sau đít loa. Thì cái đôi loa đó em bán cũng rất nhiều rồi, nhưng mà cái đôi loa đó thì nó hơi khó ghép so với đôi loa này. Và đôi loa đó tiếng bát không mạnh bằng đôi loa này các bác nhá. Lý do là hai cái đó là loa bát, đôi 707 hai loa bát mà giữa thùng xong bắt đầu là chụp vào nhau ấy, thì đôi loa đó đánh cực kỳ kén âm đi mà lại không ra được tiếng bát. Đấy. Mà còn đôi loa này thì nó lại không kén âm đi và cho ra một chất âm bát tuyệt vời, bởi vì cái bát của nó là nó sử dụng một cái loa bát ở trong lòng thùng và một cái loa bát nằm ở dưới gầm nhá, bát dưới gầm tức là úp nền nhà. Bây giờ mời anh em chúng ta hãy cùng đến với quả bát này. Nó độc dị nạ ở cái chỗ này. Có hai quả thì em chỉ bỏ một quả ra thôi, bỏ một quả thôi thì quả kia nó giống quả này mà. Đó, chúng ta các bác nhìn thấy rõ không ạ? Rõ rồi nha.
Rõ rồi. Và đây, nó khác nhau ở cái chỗ này. Một cặp loa đời 707 thì nó không có cái ba loa bass ở đây, mà cái chân này nó sẽ bằng tịn. Cái chân này nó sẽ bằng tịn luôn, nó úp sắt này nhà. Nó bằng tịn cái chân này. Và cái bass này được đặt ở trong cái thùng, tức là đời khác cái đời kia đấy. Nó đặt ở trong cái thùng chứ không có cái loa bass nồi ra ở dưới đây như này. Thì đôi loa này là có hai cái loa bass, một loa bass ở trong lòng thùng, tức là phải tháo cái loa bass này ra thì chúng ta mới nhìn được cái loa bass nữa ở trong lòng thùng nhá. Thế nó cách nhau, cách nhật nhau như thế thì hai cái bát này nó sẽ dội ra âm hình, bát này úp xuống đất, còn bát kia ở trong lòng thùng đánh luồng thông hơi cho tiếng bát tỏa ra lỗ thông hơi ở phía sau của loa, cho nên là chúng ta sẽ nghe được một âm hình bát cực kỳ rộng lớn và thênh thang, tiếng lung linh cực kỳ lịnh tai mà lại dễ phối ghép. Còn đôi loa 707 kia thì các bác đã khai thác rồi đúng không ạ, hai bát úp sát vào nhau và lấy đường hơi ở đường hông loa thì rất là kén, và cái độ nó kén âm đi thì thôi rồi, rất là kén âm đi, đánh nghe cảm giác là rất khó chịu vì tiếng bass không ra được. Đấy. Còn đôi loa này thì các bác yên tâm, không kén âm đi, chỉ cần những âm đi công suất nhỏ. Đấy. Những con săn xui đầu 6, đấy, đầu 6 là 607X cha rồi là LX cha, đấy, đều đánh được những đôi loa này, hoặc những em âm đi đờ lông như là 1500 R25 mã. Rồi đấy, các thiết bị như thế là đánh đôi loa này rất là hay. Đấy. Hoặc những cái âm đi Peeler mà đăng nha. Đánh rất là tuyệt vời. Rồi. Em đã giới thiệu cặn kẽ cho anh em rồi nha. Ui giời ơi. Nó nặng thôi rồi. Nó nặng xong là nó lại có cái hình tròn tròn đấy, trông nó giống như cột nim ấy. Đấy, nó hình tròn tròn giống như là cột nim ấy các bác nha. Thì đây. Cái bát ở trong lòng thùng ở dưới kia thì úp xuống nền nhà rồi nha. Thì còn một cái bát ở trong nữa, trong cái lòng thùng này này, nó nằm ở khu vực này, nằm cái bát nó nằm ở khu vực này này. Đấy, cái bát nó bát nó nằm ở khu vực này, còn nó bát nữa nó nằm ở khu vực này. Thì nó đánh cái tiếng bát ở trong cái quả bát này, nó sẽ đánh khít ra cái thông hơi ở đây. Đánh ra cái lỗ thông hơi này các bác nhé. Các bác hàng và em cũng chưa hề vệ sinh như nào đâu. Nguyên bụi như này, chưa hề vệ sinh một tí nào hết. Các anh chỉ lau qua là sạch bóng luôn. Và thông số của loa, đây là hãng loa Jamo Modern 707, tức là 707. Chúng ta đang nhìn dòng chữ rất nét, đó là hàng chữ Made in Đan Mạch các bác nha. Made in Đan Mạch, Made in Đan Mạch. Công suất tối đa của đôi loa lên tới 280W của một thân thùng loa các bác nha. Công suất của nó là từ 200 đến 280W. Và 280W này là công suất tối đa chịu đựng của mỗi một thân thùng loa. Có trở kháng 4 ohm các bác nha, có trở kháng 4 ohm. Đôi loa này độ nhạy cực kỳ cao nên là đánh không hề kén âm ly các bác nha. Các bác cứ nghe đánh vào những con âm ly san chui đầu 6 hoặc đầu 7. Và phương án thứ hai nữa ghép với những chiếc âm ly đờ lông 1500R25A. Rất hay luôn. Rồi, rất ok nha. Chỉ cần những chiếc âm ly có công suất trên 200W là chúng ta đánh đôi loa này cực hay rồi. Rồi, ok nhá. Vậy là em Tiến đã giới thiệu xong cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta một đôi loa Jamo 707 đến từ đất nước Đan Mạch. Và đây là một đôi loa có tên tuổi, dòng loa high-end cực kỳ cao cấp. Không phải đôi loa nào cũng được mệnh danh là dòng loa high-end các bác nha. Các bác hãy tra vào thông số của nhà máy khi sản xuất ra dòng loa này, có tên tuổi trên thị trường cực kỳ cao, dòng loa high-end. Và bây giờ em Tiến sẽ báo giá cho các bác, giá cực kỳ ngon, bổ rẻ, hàng bao zin và đẹp cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta. Giá của đôi loa này em đã ghi ở đây là 14.500.000 đồng các bác nha. 14.500.000 đồng. Ở trên nóc của nó có cái tấm này, trông như gương này các bác nha, xoay gương được luôn, đây, xoay gương được luôn, như tấm gương xoay gương được. Còn xung quanh thùng của nó thì nó sở hữu là thùng gỗ lạng màu lâu đỏ các bác nha. Sở hữu thùng gỗ lạng màu lâu đỏ bo viền cực kỳ chắc. Và chúng ta hãy tham khảo và tra cứu về đôi loa này, kể cả những anh Tây khi mà anh ấy làm ấy, có cả những video mà khi mà người ta bắt đầu làm ra những đôi loa này, các bác hãy vào xem công nghệ của người ta làm khi mà
bắt đầu làm Dona này. Rất là hay, nhà máy nó làm rất hay, các bác hãy vào thử xem. Và thứ hai thì hôm nay em tiến và được một đôi loa có giá thành 8,2 triệu. Đôi loa này có giá thành cao bởi vì sao? Đôi loa này có hai màu, hai bản các bác nhé. Một bản là gỗ, một bản là thùng đen, còn một bản này là bản hôm nay em mới gặp, hàng rất hiếm. Bản này là bản xung quanh, bốn xung quanh. Đấy, được bọc được bao gồm là gỗ gan lạng các bác nhá, gỗ lạng, tức là màu vân gỗ bốn xung quanh luôn, và nó đẹp tỉ mỉ, đẹp cực kỳ đẹp, đẹp không tì vết luôn các bác nhá, đẹp không tì vết luôn. Em đố ai nhìn thấy vết nào ở trên cái đôi này, thật sự mà nói không nhìn thấy một vết nào luôn. Đấy, giá thành nó cao thì đồng nghĩa với này cái bản thùng nó khác các bác ạ. Cái bản thùng màu đen dán Sibili thì cái bản đó thì em bán đâu gần 6 triệu, mới trên 6 triệu thôi. Còn cái bản này thì em nhập vào giá cao rồi, nhìn nó xuống cái mắt. Đấy, các bác hãy dinh cho mình một đôi loa vừa túi tiền, nghe hay, bày đẹp nữa. Đôi loa này là đôi loa có giá là 8,2 triệu đồng. Và đến với thông số của loa thì đôi loa này là một đôi loa đến từ Mỹ. Model của nó là Infinity SM112 các bác nhá. Infinity SM112. E căng còn lành nặng nguyên bản, và e căng của nó toàn thân là e căng nhựa hết các bác nhá. Đấy. Chắc các bác nhìn thấy đúng không ạ? Em đoán là như vậy. Bởi vì một mình em làm thôi, không có người quay. Đôi loa sử dụng loa 3 đường tiếng, một bát 25 màng carbon gân bút, một loa chung cũng màng carbon gân vải, và một loa tép, dòng loa tép body cell các bác nhé, dòng loa tép body cell, hỗ trợ một vi tinh chỉnh để tinh chỉnh giải cao các bác nhé. Tinh chỉnh này là tinh chỉnh cho cái loa tép. Model của loa là loa Infinity model SM112 các bác nhé, phiên bản thùng em đã vừa giới thiệu với các bác các anh em chúng ta. Và đôi loa còn rất đẹp, cực đẹp, em sẽ quay kỹ cho quý vị các bác của chúng ta. Đôi loa quá đẹp luôn. Hàng về thì em chưa hề vệ sinh một tí nào hết. Đây, bọn cũng rất là bận rộn, không có thời gian để mà vệ sinh. Cho nên em chỉ lấy tay em lau qua. Đây, bụi bùn nó vẫn còn ở trong các khe kẽ rất là nhiều. Đấy, cái này thì nói thật với các bác là ai cũng làm được. Lấy cái chổi sơn, chúng ta phải nhẹ phát là ok, không có vấn đề gì hết. Và chúng ta thấy những đôi loa Infinity mà nó còn còng số 8 này thì rất là hiếm đấy. Đa phần là cái còng số 8 này về là bị phai hết nhá, bị phai hết cái rốn loa này. Nó còn còng số 8 này thì nó quá đẹp rồi. Đấy. Đây là cái còng số 8. Với cái số 8 thì thợ của em, cái thợ của em ấy, thì người ta gọi là còng số 8. Còn đây cũng thế, đây là còng số 8. Rồi. Rất chi ok đúng không ạ? Quá ok luôn, một đôi loa hoàn mỹ tuyệt đẹp. Có giá 8,2 triệu đồng. 8,2 triệu đồng nhé. Ở phía sau có một lỗ thông hơi các bác nhé. Phía sau có một lỗ thông hơi, phía từ lỗ thông hơi nó nằm ở dưới kia cả. Còn đấy trên lỗ thông hơi là cầu bắt dây loa. Và tiếp theo là đôi loa thứ ba. Đôi loa thứ ba này là một đôi loa Watt Phelan các bác nhé. Đôi loa Watt Phelan, hay có người gọi là Watt Fedale. Watt Fedale cũng được, mà Watt Phelan cũng được. Các bác muốn gọi nào gọi. Em gọi nó là Watt Phelan. Ôi. Cậy mạnh quá. Gãy cả ghe căng luôn. Ôi, đấy. Các bác này. Đây là căng. Và cái căng của nó này căng nhựa, mai em sẽ lại dính vào cho các bác đấy, mấy cái keo dính vào là được. Đấy. Cái mạnh quá gãy mất cái căng rồi. Đấy, này, mai em dính vào cái là xong nhá. Ok, không sao rồi. Và đôi loa Watt Phelan. Dòng loa Watt Phelan này trên một thân thùng sử dụng là hai cái loa bass có đường kính 20 và hai cái loa tép kèn. Các bác nhé. Dòng này thì có hai đời.
hai đời và phân biệt ra làm cũng là hai loại màng và hai loại củ các bác nhé. Em các bác nghe em giới thiệu này, dòng này có hai đời phân ra hai loại màng và hai loại củ bát. Thì dòng xịn, em khi em bán cái đôi loa này, dòng xịn là củ của nó là củ bảy sắc cầu vồng các bác nhé. Dòng xịn của Anh Quốc thì nó cái củ lâm châm ở bên trong ấy, nó phải là củ bảy sắc cầu vồng, bảy sắc cầu vồng nhá, tức là củ vàng ấy, đó là dòng xịn. Có cái đời củ trắng thì đó là dòng đời nhái của Trung Quốc, các bác lưu ý giúp em. Thế từ trước em bán thì em chưa bán cái dòng củ đời trắng bao giờ cả, vì cái dòng đó là dòng của Trung Quốc em không bán, em bán đầu xịn. Đây là đầu xịn và cái bát của nó chúng ta hãy để ý. Nó có hai loại màng bát. Một loại màng nó là màng sần như thế này. Còn một loại màng nó là màng nhẵn các bác nhé. Có một loại màng là màng sần như thế này và có một loại màng nữa là màng nhẵn, thì nó sản xuất ra là đời trước và đời sau cho nó cải thiện về cái màng. Đấy. Chất liệu là đều là màng giấy. Và gân thì là gân zin nguyên bản, là gân cao su. Các bác thấy vẫn còn màng nhện. Đây này, vẫn còn màng nhện, em chưa hề vệ sinh một tí nào. Đấy, tất cả lo tép. Ở phía trước mặt chúng ta nhìn thấy hai lo tép đây. Và bây giờ em sẽ quay sang bên hông như thế này. Quay sang hai bên hông như thế này thì chúng ta đang được nhìn thấy hai bên hông của nó. Nó có hai cái loa tép nữa. Đây là loa tép kèn nhá. Loa tép kèn. Và sang đến bên này thì chúng ta đang được nhìn thấy hai cái loa bát. Và lỗ thông hơi của nó thì nó có tới 4 cái lỗ thông hơi. Đây là hai lỗ thông hơi. Và phía trước mặt đây. Như thế kia chúng ta đang nhìn thấy hai lỗ thông hơi đây nữa nha. Dòng loa này quá quen thuộc, em bán rất nhiều rồi mà mọi người cũng bán rất nhiều. Thôi cái này thì em không dám cậy nữa, em đã bao zin và bao đẹp cho các bác rồi nha, yên tâm đi, hàng em đã tuyển chọn và có hình ảnh hết rồi. Đấy, bao zin bao đẹp. Còn đâu em đang quay thì em không dám cậy đây ra nữa, bởi vì em sẽ lấy một cái vật liệu khác để em cậy nhẹ nhẹ ra, chứ không cậy như vừa rồi nó lại gãy cái e căng phí. Đấy các bác nhá. Rồi, ok luôn. Thì đôi loa này ấy có một cái giá thành, em ghi đây rồi. Đôi loa này có giá thành là 5 triệu đồng các bác nhé. Có giá thành là 5 triệu đồng cho một đôi loa sử dụng một thân thùng loa là hai cái ba loa bát có đường kính 20 và hai cái loa tắp kèn. Dạo này quý vị và các bác các anh em chúng ta nghe nhạc hát hò karaoke trong gia đình chúng ta thì ok rồi, quá tuyệt vời, rất là hay. Rồi, ok nhá. Vâng, mọi chi tiết quý vị các bác của anh em chúng ta hãy liên hệ trực tiếp với em bằng số điện thoại 0966 603 183, địa chỉ em Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương, em ở gần nhà thờ thôn Mỹ Động, nhận giao hàng toàn quốc. Các sản phẩm vừa rồi em báo giá không bao gồm cước ship các bác nhé, không bao gồm cước vận chuyển. Rồi, quý vị và các bác các anh em chúng ta lưu ý và nhớ rõ cho em. Rồi, còn ngay bây giờ thì em xin chân thành cảm ơn và kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bác cùng anh em.